thứ hai tuần 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã làm một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ làm một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa." Chúng ta thấy rằng, dù ở thời đại nào cũng có những con người sống với suy nghĩ thực dụng. Họ chỉ tin vào mắt thấy tai nghe. Thái độ này trùng hợp với tâm thức của những người Do Thái thời Chúa Giêsu, và thái độ cứng lòng tin này đã bị Chúa Giêsu lên án gay gắt. Bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói ra tâm ý của những người đang hiện diện đi theo Người rằng họ chỉ muốn Người thực hiện cho họ xem những dấu lạ. Đổi lại, nếu Chúa Giêsu thỏa mãn cho họ yêu cầu ấy, thì họ sẽ tin vào Người. Nhưng với thái độ đòi hỏi thiếu thiện tâm và có vẻ thử thách như vậy, Chúa Giêsu đã chối từ. Tuy vậy, Người vẫn hướng đến cho họ biết một phép lạ đã xảy ra trong thời Cựu Ước. Đó là việc tiên tri Giô-na đã bị cá nuốt và phải ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, mà tính mạng vẫn bình an vô sự. Đồng thời, Chúa Giêsu dùng dấu lạ này để ám chỉ việc Người sẽ phải chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ. Người đã sống lại sau 3 ngày mai táng trong mồ và đã khải hoàn về trời. Đây là phép lạ cá thể để nhờ đó con người có thể tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cảm thấy buồn khi dân Do Thái đến với Người không phải vì tìm kiếm nước Thiên Chúa, nhưng là tìm lợi ích từ những phép lạ. Người cũng không thể tiếp tục dằn lòng đối với sự thờ ơ của họ trước giáo huấn của Người, vốn vượt trên mọi sự khôn ngoan thế gian, vì là lời phát xuất từ Chúa Cha để ban ơn cứu độ. Chúa Giêsu còn lo lắng bởi sự chai đá nơi con tim của họ, chậm hoán cải và đóng kín trước lời mời gọi thay đổi tâm tình, thay đổi cuộc sống. Dẫu thế, chúng ta biết rằng những lời nghe như trách cứ đó lại là những lời biểu lộ một tình yêu sâu xa. Chúa Giêsu đã tiếp tục thi ân giáng phúc cho dân Do Thái và cho cả nhân loại mà đỉnh cao là tình yêu tha thứ trên thập giá. Người còn dùng nhiều cách để lời được tiếp tục âm vang trên môi miệng của những ai được sai đi, để con người được đón nhận ơn cứu độ. Là người Kitô hữu, chúng ta có thực sự đặt lòng tin của mình nơi Thiên Chúa
mà không đòi hỏi người phải tỏ chính mình ra bằng các dấu lạ không? Bản tính tò mò của con người khiến chúng ta thích tìm kiếm và trầm trồ trước những sự lạ lùng, những cuộc hiện ra hay những sứ điệp này, sứ điệp nọ. Dấu lạ vĩ đại nhất mà Chúa đã làm cho cuộc đời của mỗi con người không phải là làm được việc này việc nọ vượt quá khả năng tự nhiên của họ, như chữa hết bệnh, trúng số, mang thai, mà chính là ý thức hoán cải. Quả thật, nếu không ý thức mình là tội nhân, mình có những điều sai, thì con người sẽ không sửa đổi. Mà nếu không sửa đổi, thì chúng ta sẽ mãi ở trong tội. Mà ở trong tội, chúng ta sẽ phải chết. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhạy bén với ơn Chúa để nhận ra một phép lạ vĩ đại, cả thể mà Ngài vẫn thường làm trên cuộc đời và trong cuộc sống của chúng ta. Đó là tình yêu thương, sự bao dung của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Lạy Chúa từ bi nhân hậu, Chúa luôn mời gọi chúng con hoán cải vì nước trời đã gần đến. Mẹ Maria cũng đã nhắn nhủ con người, hãy ăn năn đền tội. Vì vậy xin giúp chúng con luôn biết ý thức hoán cải để được sống trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.